Mình sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Mình không làm được. Mình không làm được việc gì cả. Mình không phải người giữ chuyện. Chị đã có sự chú ý của em chưa, Merida? Chị có thể giúp gì đây, Sophia? Bạn của em đang gặp nguy hiểm. Nhưng em không biết chị có thể giúp bằng cách nào, trừ khi chị biết túi của bác Chili ở đâu. Ủa, em không cần cái túi đó đâu. Em đang tìm sai thứ ở sai chỗ đấy. Thứ em cần chỉ có thể tìm thấy bên trong em thôi. Là gì vậy ạ? Là niềm tin rằng em có thể tự mình cứu họ. Đó chính là vấn đề. Em vẫn đang làm quen với việc là một công chúa. Sao em có thể hoàn thành tất cả các chuyện trong thư viện nếu thậm chí không thể hoàn thành câu chuyện này đây? Cho dù em mới chỉ bắt đầu với công việc viết đoạn kết cho những câu chuyện, sao em có thể nhắm quá cao trong khi khiến mọi người thất vọng chứ? Em cảm thấy mình không xứng đáng và nghĩ rằng chắc hẳn có nhầm lẫn. Không hiểu sao bác ấy lại chọn em khi em không có đủ tố chất. Em có thể dẫn đường và làm mọi chuyện ổn thỏa không? Sao em có thể giải cứu họ đây? Và còn gì để nói khi cơ hội của em đã vụt cánh bay đi? Sao em lại ngộ nhận rằng mình chính là người được chọn? Em có thể thỏa sức hát về những nghi ngờ của mình. Chúng ta đều có nghi ngờ, nhưng em cũng có sức mạnh để đánh bay mọi nghi ngờ đó. Nếu em tin vào bản thân và khả năng của mình, hãy tự tin lên và em sẽ luôn nhắm trúng đích. Em có thể cứu bạn mình và em biết điều đó, nên hãy làm như vậy nhé. Chị nói đúng, Merida. Sophia, em còn chờ gì nữa? Có thể em không biết chính xác mình sẽ làm thế nào, nhưng em biết mình có thể giải cứu họ nếu em làm hết sức mình. Em có thể dẫn đường và làm mọi chuyện ổn thỏa. Em chính là người sẽ cứu họ. Không cần nói gì thêm nữa. Nhảy lên và bay đi nào. Vì em tin mình sẽ là người giải cứu họ. Giải cứu họ. Giải cứu họ. Giải cứu họ.